Lúc đầu là cũng tính ra hai người, nhưng mà khách mời giám khảo của chúng ta ngày hôm nay khó tính quá Ngân à. Sao giám khảo tính? Chúng ta nói là mời đơn giản như vậy không chịu ra. Phải đưa cho Khoa một tờ giấy bắt đọc đúng từng từ, từng chữ thì mới chịu xuất hiện nè. Xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị khán giả, một người thiên hạ đệ nhất hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, khí khái bất phàm, thiên thư thông minh, ôn nhu tinh tế, mỹ nam đẹp trai nhất khu ổ chuột phường 7 quận Phú Nhuận, ca sĩ, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Đó. Lần đầu tiên xin cho Khoa gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đã có mặt tại trường quay. Hai bạn MC của chúng ta và tất cả những khán giả sẽ theo dõi chương trình Ẩn Số Hoàn Hảo. Cái lạnh lùng với em quá vậy. Tim tan vỡ rồi. À, chào Châu Đăng Khoa. Dạ, em chào anh. Chào người đẹp trai nhất showbiz. Bữa nay bị đau mắt hả? Dạ không, em chia giáo cảm xúc thôi à. Em thì nghĩ là thanh xuân sẽ không có giới hạn. Chỉ có tuổi thanh xuân thì còn giới hạn thôi. Chứ mình thanh xuân là tất cả mọi người đều có thanh xuân đúng không chị? Đúng rồi em. Thanh xuân thì ai mà không có. Và nói thật sự bây giờ lớn tuổi mà mình muốn thanh xuân trở lại mình vẫn làm được em à. Chỉ là mình có muốn hay không thôi. Cho em hỏi là anh Tài có cái kỷ niệm nào về thanh xuân mà làm anh tới bây giờ anh vẫn nhớ? Có. Nhưng mà anh nhớ hoài là hồi năm lớp 4, lớp 5 gì đó. Anh đi học và anh rất thích cô giáo dạy anh. Cô giáo rất đẹp. Mà mỗi lần cô giáo kêu anh lên viết bảng là anh xung phong liền. Em khác anh đó, em đàng hoàng hơn anh rất nhiều. Em sao? Em cỡ chừng lớp 7 là em yêu trộm người ta rồi. Hả? Giống như là mình thích một cái mẫu nào đó thôi, chứ cũng phải là tình yêu kinh khủng. Nhưng mà nói gì thì nói, chứ cái tuổi mà Tuyết nhớ nhất tuổi mình học cấp 3. Cái lớp của Tuyết ở trên lầu. Cho nên cứ mỗi lần mà chuẩn bị tan trường còn khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ á, thì cứ lao sao nhìn xuống đường. Rồi thậm chí còn reo xuống: chị ơi cho em dĩa khô bò trước nha. Men ngào mình bỏ trên miếng bánh tráng. Trời ơi, nhắc lại thời thanh xuân thì nói thiệt, nó quá nhiều kỷ niệm đẹp. Yeah. Khoa ơi, nghe anh chị kể về cái tuổi thanh xuân nó đầy ký ức mà của những năm hồi mình còn nhỏ là xíu. Mình muốn kể luôn à. Không biết Khoa thì sao? Thanh xuân của Khoa có liên quan tới chị Minh Tuyết. Khoa nhớ là năm đó khoảng 2001 á, thì chị Minh Tuyết có ra một cái clip ca nhạc mà chị hát chung với chị Cẩm Ly, anh Cảnh Hàn và anh Lam Trường. Hai người là giữ mưa em bé bụi. Đúng mưa rồi bụi. Đó. Em coi tới bây giờ luôn, em vẫn còn nhớ cái bài chị hát là bài với son trên áo.